Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Vào năm 1830, vua Minh Mạng đã cho xây một cái trạm ở trên đỉnh của đèo ngang được gọi là Hoành Sơn Quán để kiểm soát việc đi lại Bắc Nam vào cái thời đó. Và Hoành Sơn Quán đã trở thành một cái di tích lịch sử cho đến ngày hôm nay. Người ta kể lại rằng là trong 20 năm có một đôi vợ chồng già, cụ ông là Bùi Đức Bản và người vợ đó là Nguyễn Thị Ngùi ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trong vòng 20 năm, ngày ngày ông cụ và bà cụ lên núi mang theo nước, mang theo lương thực, mang theo cả dao phay để mà đi dọn những cái con đường, để mà chặt những cái cây, chặt những cây gọi là những cái cây dại, rồi đắp những con đường và kề những cái đá để cho những cái con đường đó được thẳng, để những con đường đó có thể bước lên một cách dễ dàng đến Hoành Sơn Quán. Và trong vòng 20 năm như vậy, ông cụ và bà cụ đã tạo lên được những cái con đường dẫn đến Hoành Sơn Quán mà ngày hôm nay mọi người có thể lên đến được, đều nhớ đến những sự vất vả, những sự hy sinh của cụ ông, cụ bà đã tạo lên những con đường dẫn đến Hoành Sơn Quán. Kính thưa cộng đoàn, những con đường mà dẫn đến Hoành Sơn Quán gợi cho chúng ta con đường được kêu gọi dẫn vào tâm hồn của mỗi người chúng ta, mà chúng vừa theo tin mừng của Thánh Marco mà chúng ta vừa lắng nghe. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối con đường cho thẳng để người đi. Vâng, chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa mà chúng ta được mời gọi sửa tâm hồn của chúng ta để đón mừng lễ Chúa Giáng sinh, nhưng đồng thời cũng để đón chờ Chúa đến lần thứ hai trong ngày quang lâm. Cho nên tâm hồn của chúng ta cũng phải được sửa chữa, được chuẩn bị như lời hoang địa đã vang lên: Hãy sửa đường cho Chúa. Vâng, đường vào tâm hồn của chúng ta còn nhiều những con đường quanh co của sự gian trá, của sự lương lẹo, của sự muốn lường gạt người khác,
để đạt cho mình được những cái lợi nhuận của bản thân. Lời hoang địa vang lên, hãy sửa cho thẳng. Đường vào tâm hồn của chúng ta còn nhiều những đồi cao, những đồi cao của sự kiêu căng, của sự tự phụ, muốn hơn người khác, vì cái danh vọng của mình dám đạp đổ, dám làm hại người khác. Lời Chúa vang vọng, hãy những cái núi đồi đó hãy bạt xuống, đấy, bạt xuống cho thẳng. Đường vào tâm hồn của chúng ta còn có những lồi lõm của sự ích kỷ, của sự toan tính, chỉ lo lợi cho bản thân, vơ vé vào những cái hố sâu như vậy cho bản thân. Thì lời Chúa mời gọi chúng ta hãy lấp cho phẳng, để rồi đường đó không còn những nỗi gồ ghề của sự kiêu căng tự phụ, không còn những cái hố sâu, những thung lũng của sự tham lam, của sự ích kỷ, của sự bo chỉ giữ cho bản thân mình. Ông Gioan đã kêu gọi dân chúng và cũng kêu gọi chúng ta hãy tỏ lòng sám hối khi mình nhìn vào tâm hồn của chúng ta, biết sửa chữa chính bản thân của mình, chính con người của mình, để rồi tâm hồn của chúng ta luôn luôn sẵn sàng có những con đường thẳng tắp để Chúa viếng thăm bất cứ lúc nào. Đường vào tâm hồn của chúng ta cũng phải được chuẩn bị bằng những việc thiện, vào tâm tình sám hối như Gioan Tẩy Giả. Chúng ta thấy anh mặc áo lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Đó là những thứ gọi là những thứ ở trong hoang địa, ở trong rừng hồi xưa, thì nó là những thứ gọi là những thứ thấp hèn. Đó, chỉ có những người sống gọi là sống ở trong rừng mới ăn cái kiểu đó. Còn đối với chúng ta thấy nếu mà ăn cái kiểu này thì ngày nay nó thành những cái đặc sản, phải không ạ? Lạc đà thì bây giờ áo lạc đà là trở thành những áo đẹp rồi. Rồi dây da cũng là một cái thời trang, hay là ăn châu chấu và mật ong rừng nó trở thành cái đặc sản của ngày hôm nay. Nhưng mà đối với thời xưa, đó là những thức ăn đơn giản luôn luôn có sẵn ở trong rừng, để những con người mà đi vào nếp sống đơn sơ phó thác như Thánh Gioan Tẩy Giả đã dùng những thức ăn và dùng những cái thứ mặc đó để nói lên một cái tâm tình đơn sơ chuẩn bị đón chờ Chúa đến. Đường vào tâm hồn của chúng ta cần có một sự khiêm tốn bé nhỏ như Gioan Tẩy Giả đã nói, đã kêu gọi. Chúng ta thấy Gioan Tẩy Giả kêu gọi sự sám hối và dân chúng rất là kính phục ông. Có lúc muốn tôn ông lên làm đấng cứu thế, nhưng ông thì nói rằng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Vâng, chúng ta cũng cần phải khiêm tốn, nhỏ bé, nhìn ra cái thân phận thấp hèn, đầy khiếm khuyết của mình, để xin ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta, để chúng ta biết luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị bản thân để đón chờ Chúa đến. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn luôn biết sửa chữa tâm hồn, biết sám hối, và để cho tâm hồn của chúng ta có những con đường thẳng tắp của sự công chính khi sửa chữa những lỗi lầm, những thiếu sót bằng những cái hình ảnh núi cao bạt cho phẳng, hố sâu hãy lấp cho đầy, đường quanh co hãy ấn cho thẳng tắp. Và đó cũng là hình ảnh dành cho cộng đoàn, một vài phút tĩnh lặng để chúng ta nhìn vào tâm hồn của chúng ta có những quanh co, có những thiếu sót gì thì chúng ta sửa.